Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thì yêu anh, vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim trống to nhiều hơn. Chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Bờ Mario. Thì ngày hôm nay thì em xin gửi tới các bác một cái sản phẩm mà đã có ở trên kênh nhà em rồi. Thì đây là sản phẩm có tên là Camrys CXA61 các bác nhá. Sản phẩm này là sản phẩm mà nhà em bán cả hàng mới. Tuy nhiên là chiếc này là đã qua sử dụng của một bác khách. Thì bác ấy mới mua cách đây tầm 2 tháng thôi. Và bác ấy muốn nâng cấp lên con CXA81 thì bác có nhờ em bán lại chiếc CXA61 này. CXA61 này thì có cái công suất là 60W cho hai kênh. Tức là khi mà các bác đánh dồn lại một kênh ấy, nghe hai loa thôi, thì các bác có thể có một cái công suất lên tới 120W, đánh hầu hết các cặp loa luôn. Thì đây con CXA61 này thì bác khách dùng được 2 tháng thì còn bảo hành cho các bác là 10 tháng luôn. Hàng còn đẹp như mới. Tất cả các phụ kiện, xốp sách đều còn y nguyên cho các bác nhá. Đấy. Về giới thiệu qua về cái con CXA61 này thì ở trên kênh thì em đã nói rất là nhiều rồi. Con này thì có một cái đây là các cổng để các bác kết nối tai phone này. Đấy, các chế độ đầu vào này. Đây, ở đây em đang cắm đường tiếng A này. Đường tiếng B thì các bác bật đường này. Đấy, A, B thì bật hết lên. Đấy, đây em bật ra thôi. Đây, các cổng khác nữa. Đây, Bluetooth. Hình thức thì mới em đánh giá 99% luôn các bác. Đây, em tèng các chế độ. Đây, hàng này là hàng chính hãng thôi nha, bảo hành còn 10 tháng. Đây. Với những cái hàng mà đã qua sử dụng được một thời gian ngắn như thế này thì nhà em chỉ bán giúp bác khách thôi, nên là giá cũng rất là tốt. Giá của chiếc đề lông của chiếc Camrys CXA61 này thì bác khách có cái mức giá mong muốn là 18 triệu nhá. 18 triệu thì các bác sẽ được gửi tận nhà cho các bác luôn. Đấy, không phải mất bất cứ chi phí nào khác. Thì cũng thông qua cái video này cũng muốn gửi tới các bác là các bác khi mà mua hàng nhà em muốn nâng cấp hay là khi mà có không có nhu cầu sử dụng nữa thì nhà em cũng có thể bán giúp các bác. Ở đây nhà em bán giúp thôi các bác nhá, chứ không nhập lại. Vì là khi mà các bác bán hàng thì nó phải có một cái kênh bán hàng thì các bác sẽ bán nó dễ hơn. Thì đấy, nhà em sẽ hỗ trợ các bác được cái khoản ấy, khi mà nhà em bán xong sẽ hoàn tiền cho các bác. Đấy, thì rất nhiều bác tin tưởng mà đã gửi lại hàng để nhà em bán hộ. Đấy, thì chiếc CXA61 này hàng đẹp, còn 99% bảo hành còn 10 tháng, đầy đủ phụ kiện như mới, giá 18 triệu. Thực sự đây là món hàng rất là hời cho các bác, vì bác khách chỉ như các bác biết ấy, thì chúng ta nghe nhạc chỉ khi mà chúng ta thời gian rảnh rỗi thôi, thì được vài tiếng gì đấy thì các bác mới bật nhạc lên các bác nghe thôi. Nên là cái trong 2 tháng thì cái thời gian sử dụng nó rất là ít, có thể nói là như mới. Thì đấy, bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ ngay đến số hotline của Bờ Audio là 0964 801 493, để nhà em có thể gửi tới các bác những cái hình ảnh cũng như là cái tư vấn kỹ hơn cho chiếc CXA61 này. Và sau đây xin mời các bác cùng em lắng nghe một bản nhạc mới đến từ chiếc CXA61 ghép cùng với lại loa Focal 906 các bác nhá. Em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đâu, là bớt đâu,
chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong.